Bà và cháu Trần Đăng Khoa. Bà ngồi yên rất lâu, bóng tạt lên vách đất, dải khăn vuông đội đầu, gió lọt vào thưa phất. Ôm hương tay run run, bỗng nhiên bà chớp mắt, nhớ ngày xưa đói nghèo, thương ông giặc Pháp bách. Sục sạo tìm du kích, giặc đốt hết xóm làng. Bố Hương vượt lửa đạn, bơi qua lục đầu giang. Ông đi, ông để lại cái vành tang cho bà, vết nhăn hằn sâu mãi và hắt hiu tuổi già. Sau hòa bình bố về, xóm làng còn đủ cả, chỉ vắng mẹ Hương thôi, bố ngồi trơ như đá. Rồi lại bà, bố đi, Hương mới sinh bé chót, đất nước sao nhiều giặc, đánh đến giờ chưa xong. Cái bao tượng của bà thắt bụng dần nhỏ lại, cả một đời lo toan, lưng bà sợ như gãy. Bà vẫn vui công việc, chả lúc nào ngơi tay, thì bà thăm trận địa, thì bà trồng hàng cây. Bà vẫn nuôi bộ đội suốt hăm mấy năm trời, nhiều chú đeo súng lục cưỡi bình bịch về chơi. Thư các chú gửi về không tuần nào không có, chú thì đóng Sơn La, chú thì ra Cồn Cọc, chú thì giữ Hàm Rồng, chú thì xa xa nữa. Thư đi mấy tháng đường, nhiều bức nhòe một nửa. Lâu nay Hương không thấy chỗ nào về thăm đây. Bà bảo các chú bận đánh Mỹ suốt đêm ngày. Những lúc sợ bà buồn, Hương lượn tròn múa hát, bóng chuối trùm nửa sân, trong ngời ngời như bạc.